Hôm nay nhà phân phối thiết bị thông minh sẽ hướng dẫn khách hàng cách tháo và vệ sinh quạt hút âm Trần Panasonic nhé. Đầu tiên chúng ta phải tắt nguồn điện của quạt hút, sau đó giữ cố định một đầu quạt hút lại, đầu còn lại dùng tay để tháo nắp bảo vệ nằm bên hông của quạt hút ra. Rồi từ từ tháo nắp bảo vệ của quạt hút ra nhé, rất đơn giản phải không nào? Đầu còn lại của quạt hút âm trần, chúng ta làm tương tự. Trường hợp quý khách hàng vẫn chưa biết cách tháo ra, thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thiết bị thông minh để được tư vấn và hướng dẫn nhé. Nắp bảo vệ quạt hút âm trần được cấu tạo từ nhựa cao cấp cho độ bền cao. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn tháo cánh quạt của quạt hút âm trần Panasonic. Một tay chúng ta giữ cố định cánh quạt, tay còn lại vặn nắp cố định cánh quạt, theo chiều ngược kim đồng hồ. Đây là nắp vặn cố định của quạt hút âm trần Panasonic. Bây giờ chúng ta cùng tháo cánh quạt quạt hút âm trần ra khỏi động cơ. Cánh quạt của quạt hút là loại quạt có 5 cánh, chất liệu nhựa cao cấp. Còn đây là động cơ của quạt hút âm trần Panasonic, sản phẩm khi hoạt động sẽ có độ ùn thấp, động cơ tiết kiệm điện. Sau khi đã tháo được nắp bảo vệ và cánh quạt ra, chúng ta dùng khăn khô để vệ sinh lồng bảo vệ, cánh quạt và động cơ nhé. Quý khách hàng nên vệ sinh quạt hút từ 3 đến 6 tháng một lần cho quạt hoạt động tốt nhất nhé. Tiếp theo là thông tin hướng dẫn sử dụng quạt hút âm trần Panasonic, rất chi tiết và đầy đủ nha. Còn đây là phiếu bảo hành chính hãng của Panasonic, sản phẩm sẽ được bảo hành 1 năm chính hãng cho quý khách hàng an tâm sử dụng. Mọi thông tin cần tư vấn sản phẩm Panasonic, quý khách hàng liên hệ trực tiếp qua nhà phân phối thiết bị thông minh 0933 33 2527 để được tư vấn và báo giá tốt nhất nhé.